Tràn Hẹ nằm trên tỉnh lộ 316L, có chiều dài gần 60 mét, là tuyến giao thông kết nối giữa hai xã Văn Miếu và Tân Minh của huyện Thanh Sơn. Đây cũng là một trong số 30 tràn kết hợp đường giao thông trên địa bàn huyện Thanh Sơn. Để chủ động khi có mưa lớn, công tác đảm bảo an toàn giao thông tại đây được các ngành chức năng và chính quyền địa phương của huyện đặc biệt quan tâm. Ban chỉ huy quân sự xã đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, tức là cũng cho anh em các lực lượng dân quân, tức là cơ sở ở tại chỗ, tức là thực hiện cái bốn tại chỗ ấy, để là công tác tuyên truyền vận động cho bà con cắm thêm cái biển ba lê để ngăn chặn cho hai bên đầu cầu là không cho người qua lại. Trước mùa mưa bão thì phòng nông nghiệp cũng đã chủ động phối hợp với các xã để kiểm tra, rà soát lại các cái điểm trọng điểm ngầm tràn qua đường để có những cái phương án xử lý kịp thời, chỉ đạo đến các xã là chuẩn bị sẵn các cái lực lượng để canh gác khi mà có ngập lụt xảy ra qua các đầm tràn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục đón đợt mưa lớn trong vài ngày tới. Cần đề phòng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, sạt lở đất. Tại huyện Yên Lập, nơi có hệ thống suối, khe, ngòi hẹp, ngắn, phân bố không đều, làm cho địa hình bị chia cắt nhiều nơi. Khu vực ngầm, tràn là những vị trí nguy hiểm mỗi mùa mưa lũ. Các phương án phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn giao thông được địa phương chú trọng triển khai. Thường xuyên cảnh báo trên các hệ thống đài truyền thanh cũng như là mạng xã hội. Khi mà có mưa bão xảy ra, các cái ngầm tràn thì là tổ chức cái lực lượng dân quân tự vệ, công an phối hợp để lắp các cái biển cảnh báo cũng như là hướng dẫn bà con nhân dân đi lại, đảm bảo khi mưa lũ xảy ra, người đi lại để đảm bảo cái an toàn. Cùng với sự nỗ lực của cơ quan chức năng, người dân khi lưu thông qua các ngầm, tràn cần tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn của lực lượng ứng trực tại chỗ để đảm bảo an toàn, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.